Hello mọi người đã trở lại với mình là Hoàng Tú. Hôm nay tôi sẽ làm một vlog như bao năm khác, là gần cuối năm sẽ làm lại một cái vlog là coi nhà cửa mình hiện tại như thế nào và xe cộ mình nó ra sao. Thì hôm nay sẽ làm cái clip cho anh em đợi gần một năm trời nha, cùng với mình cùng khám phá coi là mình còn cái xe gì và mình bán chiếc xe gì và mình còn cái gì không. Thì hôm nay sẽ cho anh em coi. Ở đây thì cái này thì anh em hay hỏi tới nè. Cái này là Accenter 155 VBA. Thì cái con này là cái con mới nhất gần đây của mình. Con Vespa này thì là nguyên zin nè, nhưng mà được cái biển số thôi. À, các nãy giờ anh em coi clip các cũng thắc mắc dữ lắm là cái con Civic mình đâu rồi. Tại vì lúc trước em chưa mua BM là em đòi bán chiếc Civic á, là mọi người đang thắc mắc là em có bán hay chưa. Thật ra thì nó không còn, nhưng mà em để gara nó bảo dưỡng rồi, nó rửa xe, nó thay nhớt, nói chung là kiểu như là spa lại nguyên xe, mà đặc biệt là thay nhớt á, lâu rồi em chưa thay. Để một lát nữa rồi em dắt anh tí với mọi người ra cái gara đó rồi coi xem xong chưa, chạy về quay clip cho anh em coi luôn. Giờ đi luôn ha. Và tóm lại một câu là nhiều đây xe của Tú là chưa có phải gọi là hết đâu, nó còn nhiều chiếc lắm. Nó còn TZM, nó còn F72, nói chung thì còn vài chiếc xe nữa. Còn bây giờ cùng Tú, theo chân Tú đi ra gara nè. Thì cũng tới cái chỗ gara của mình để spa là chiếc xe của mình sau 3 năm tháng cài bừa. Thì hiện tại thì đang rửa xe, thì chắc chắn là sẽ tới cái phần thay nhớt. Mà anh em cũng biết nhớt là cái phần không thể thiếu cho cái động cơ xe của mình. Anh em phải tìm hiểu qua cái loại nhớt nào phù hợp với xe của mình. Và hôm nay Tú sẽ cho anh em biết được là Tú xài loại nhớt gì và tại sao Tú lại thích nó. Mà cái con xe mình nó khác với người ta chút xíu là giữa nó cực lắm anh em, là phải nâng cái gầm nó cao lên hết, đằng giữa ở trong cái buồng nó được sạch hơn. Cái mâm ray này giữa nó sẽ bị động nước ở trong chính giữa cái phần mâm á, nên nó cũng khó chịu lắm. Ví dụ rửa mà lau nó không khô á, nó động ở đó nó cũng sẽ dơ. Xe này đúng là xe báo, nhưng mà thường lắm á, ai mua bán luôn. Nó giỡn á, chứ xe này là cái chiếc xe mình hay đi lại nhiều nhất nè. Nói chung là cái odor nó cũng cao, tại vì mình đi làm, mình đi chơi hay là mình đi cái gì mình đều đi xe này. Nên tới bữa nay bắt buộc là mình cũng phải đến cái thời kỳ mình thay nhớt rồi. Mình nói là một lần nữa, mình rất là thích cái loại nhớt này. Còn cái nhớt gì thì lái anh em sẽ biết, nói thẳng ra nó là nhớt kit ấy. Với cái chiếc Honda Civic này của Tú thì Tú rất là thích xài cái dòng nhớt kit G1 SB5W30 này. Anh em cũng biết là Tú rất là thích cái dòng nhớt kit. Thì để một lần nữa Tú nói cho anh tí cũng như mọi người biết là cái dòng nhớt này nó sẽ hiệu quả như thế nào nha. Kit là thương hiệu dầu nhớt hàng đầu Hàn Quốc. Và cái mà em thích ở nó là nó có hiệu suất vượt trội luôn. Với nhớt G1 SP5W30 này là nhớt tổng hợp toàn phần, đạt chuẩn ABA-SP, phù hợp với loại xe chạy xăng và xe hiệu suất cao như xe em này. Chắc là xe hiệu suất cao á. Tuy là nó có trăm mấy, ba mươi mấy mã thôi chứ không nhiều, mà em làm em độ lên rồi, giờ nó xuống còn chín mấy mã à. Nhưng mà em nghĩ nó là hiệu suất cao, nên thay mấy cái nhớt này nó đỡ phải tránh khỏi cái trường hợp mà mình thấy được cây xúc bắp. Với thông số kỹ thuật đáp ứng tiêu chuẩn cao thì dòng nhớt này còn nổi bật với công nghệ 2 nâng 3 chống. 2 nâng 3 chống là gì em? 2 nâng nó bao gồm là tăng độ bền trượt cắt và độ bền nhiệt á anh tí. Còn 3 chống là chống ma sát, oxy hóa và mài mòn. Nhờ cái sự kết hợp này thì nó được kéo dài cái tuổi thọ và sự cái độ bền bỉ cho động cơ xe của mình. Đồng thời tăng tính bền nhiệt, giúp xe hoạt động ổn định trong điều kiện khắc nghiệt nhất. Thì đó, nói chung nó cũng có như vậy thôi, nói chung nó cũng dễ hiểu. Mà những cái ý của nó thì lúc nào cũng chú tâm về cái chiếc xe của mình hơn. Nói chung là những cái ý tốt nhất của nó là đều bảo vệ chiếc xe của mình nó hoạt động ok nhất. Thôi bây giờ cũng tới cái lúc cho người ta thay nhớt đi về, chứ lần quần biết chừng nào xong. Giờ thay nhớt cùng mình nha. Hình như xe của em là đổ lần hết 4 lít này luôn á. Thay nhớt em đi đại ca. Lên anh.
Nhiều anh em hỏi là nâng hạ gầm đi có sướng không? Sướng lắm. Đó. Nhiều khi đem ra thợ không thèm sơn luôn á anh Tí. Sơn về cũng vậy nữa sơn chí. Nói chung là nâng hạ gầm có nhiều loại lắm. Như cái loại Civic này là nó khác. Và mai mốt sẽ quay tới một cái clip mình review chiếc BM. Lúc đó có nâng hạ gầm thì anh em sẽ thấy nó khác nhiều lắm. Với việc chứa dầu gốc và thành phần các chất phụ gia cao cấp đạt chuẩn ABISB, nhớt G1XB cho ra hiệu năng chống mài mòn và ổn định oxy hóa cực tốt. Điều này giúp cho thành phần trong động cơ được bảo vệ tối đa và cải thiện độ bền đáng kể. Nó cũng là phần nào cải thiện hiệu suất nhiên liệu hiệu quả. Dạ. Xe mới độ dễ duy trì của nó được. Dạ. Ok anh em, bây giờ đổ nhớt xong rồi giờ mình chạy một vòng trải nghiệm coi xe này nó chạy nhớt này như thế nào thì mình nêu cái cảm nghĩ cho anh em xem. Rồi đi về luôn cũng đuối quá. Quần ta sáng giờ nhiều rồi. Giờ về tới nhà quay tiếp xe cho anh em coi nhé. Sau khi mình thay nhớt xong á thì mình chạy về nhà, trên đường chạy về nhà thì coi cái cảm giác xe như thế nào, cũng như là cái cảm giác Tú chạy chiếc xe sau khi mới thay nhớt nó như thế nào. Mà đặc biệt là thay cái nhớt mà Tú yêu thích á, nhớt kit này á, thì để coi như thế nào thì Tú sẽ nêu cái cảm nghĩ của Tú cho anh em nghe. Nói chung á thì thay nhớt xong thì một điều là chắc chắn là nhớt rất là mới. Nó không còn nhớt cũ như là nhớt cũ nữa. Cái đầu tiên á mà Tú muốn nói với anh em là lúc nào không phải là riêng về chiếc xe của Tú đã được tăng hiệu suất hoặc là remap hay là tăng chip chân ga là nó một chiếc xe đặc biệt thì Tú phải chăm sóc đặc biệt hơn về cái phần động cơ. Thì cái đó là cái đầu tiên chắc chắn rồi. Nhưng mà đối với những anh em mà đi xe, cho dù xe zin cũng vậy, anh em cũng phải nên quan tâm nhiều hơn về cái phần động cơ, đặc biệt là thay nhớt á. Nói chung nhớt là một phần rất là quan trọng đối với xe. Tóm lại khi em sử dụng cái nhớt kit G1 SP 5W30 này thì em cảm thấy là nó được thêm cái công nghệ là hai nâng ba chống, giúp chiếc xe mình nó hoạt động bền bỉ hơn và học vào cái hiệu quả nó tốt hơn. Nói chung là giúp chiếc xe mình cải thiện được nhiều lắm. Gọi là máy bền hả? Nhân gian mình gọi là bền máy. Nó giúp chiếc xe mình hoạt động bền bỉ hơn và cái hiệu suất của nó tốt hơn về cái phần tăng tốc nè, về cái phần êm ái nè, và cái máy xe nó cũng nó đỡ gào hơn. Đúng cái em tính nó đỡ gào mà em chưa suy nghĩ ra được cái chữ đỡ gào á anh Tí. Nó đỡ gào hơn và nó đỡ bị róc máy hơn. Anh Tí hiểu cái chữ róc máy không? Chưa. Róc máy có nghĩa là khi mình sử dụng một cái nhớt mà nó chưa có đủ cái độ đặc hoặc là chưa có phù hợp với cái máy xe của mình anh Tí, nó sẽ bị róc cái đầu á. Không những là xe hơi nha, xe máy vẫn bị. Nó nhiều cái yếu tố để gây róc đầu, nhớt cũng là một nè. Và cái thứ hai á là xăng anh Tí. Về tiếp tục cái clip ở nhà nha. Một bộ sưu tập mới bao gồm xe nhà và xe mượn. Lúc này em mượn xe em cũng thêm vào cái bộ sưu tập nên Tí. Theo Tú biết là từ giờ đến hết tháng 2, Kit có một chương trình ưu đãi cực lớn. Mọi người chỉ cần tham gia trả lời câu hỏi liên quan đến Kit trên trang web mình để dưới phần mô tả và đăng ký thông tin tham dự sẽ có cơ hội quay số trúng thưởng nhiều phần quà trị giá gần 1 tỷ lần nha. Nào là xe hơi, xe máy, iPhone 14, chai dầu Kit. Trời ơi quá trời giải thưởng. Chi tiết tôi để link dưới phần mô tả. Mọi người xem và tham khảo nha. Hello mọi người, thì mình cũng mới vừa về tới nhà rồi. Thì con xe mình nó cũng này.
Đây là cái con xe vùng quê của em, nó gọi là khu phố văn hóa, còn dưới quê em gọi là khu xóm văn hóa, mà có em là vô văn hóa rồi. Nope. Nên nhiều khi em để xe ở đây nè cả ngày luôn cũng không mất nữa. Hồi xưa mất có 3 chiếc, tới nay đâu có ai lấy nữa đâu. Đó, dàn xe để sáng tới giờ lên tí đâu có đâu. Với lại á, mọi người phải biết cái này không phải là nói em chảnh, nhiều khi cái đam mê của em là em thích chơi xe. Em không phải là em mua xe nhiều để em lấy le hay gì hết. Cái đơn giản là em thích ngắm. Em thích ngắm xe dữ lắm. Kiểu như thay vì mà tối người ta đi chơi này đi chơi nọ phải không, còn em chỉ cần, nếu như mà em mơ ước đó nha, em chỉ mơ ước là em sẽ xây lên được một cái phòng, nó có đèn nè, nó có máy rửa xe nè, nó có sàn nào này kia kia nọ anh tí. Mơ ước em vậy. Nên xe nhiều khi em bây giờ em thích sưu tầm mấy cái xe hồi xưa như là kiểu như mấy chiếc xe hai thì mà xưa á, nên em cũng mua được một chiếc, nhưng mà chiếc xe đó đang dọn rồi. Khi nào về thì em sẽ quay cho em xe kiểu Trần Hậu Nam, mới phi kiểu. Ngoài chiếc đó ra còn chiếc nào đang làm nữa? Ngoài chiếc đó ra thì còn một chiếc Ed 135, cái chiếc Joker Nitro hồi xưa anh tí. Cũng đang cơm bắt nó lại một cái lực máy khác và một cái dáng khác. Thì lúc trước là máy là 65, nhưng bây giờ là lên hàng 7 rồi. Hàng 7. Và cái lúc trước là 2011, nhưng mà em giờ em xuống thành 20 rồi. Là cái Style Mã Lai á, thì anh em cùng hóng thử cái con xe đó về đó như thế nào nha. Và bây giờ phong phanh ở nhà thì còn được nhiêu đây xe. Cái này là xe em hay đi lại á. Còn xe em jam đi thì em không quay làm cái gì. Mấy con đó thì phải tầm review vũ trụ mới review được mấy cái con xe đó của ổng. Bây giờ đi xung quanh một vòng nhà anh tí ha. Cái nhà em thì nó dạng như nó hẹp, nó nhỏ lắm, nhưng mà được cái bù lại là cái sân nó bự hơn cái nhà, nên thoải mái. Còn đây là cái dụng cụ mà để em rèn luyện sức khỏe nè, tập gym hàng ngày á, nên thường xuyên lắm nên nó bụi không à. Đang quan giờ đẩy không lên đâu, dính xét rồi. Còn chỗ dưới đây là đậu xe, đây có một cái phòng này, nằm lên chưới. Phong phanh là như vậy. Còn đi trước cửa vô cái nhà em thì quá nhiều rồi, cũng không có gì đâu. Ở đây là hai cái con xe chiến, một chiếc Seres và một chiếc Winner X của ba em thôi. Thay vì mấy bức tranh mấy bạn vẽ tặng em nè. Rồi một cái kỷ niệm ở TikTok mà mấy bạn làm cho em một năm mà em like TikTok á, thì gom lại được nhiêu ảnh nè. Các bạn in ra cái này, hên là mấy bạn in nó còn nhỏ, nó chỉ bự hơn cái mình em chút xíu thôi, chứ mà mấy bạn in bự quá không biết độ quần ở đâu á, hình như không có cái tấm nào mà em ra hồn quá anh tí, toàn là ảnh dìm không à. Cũng cảm ơn mọi người đã tặng quà cho Tú ý nghĩa như thế này, nhìn mấy cái này là tối ngủ không được luôn, hình như cha em nội đây thức tới sáng không. Và đặc biệt là hôm nay có thêm một cái con bé mới về nhà ở chung được vài bữa trả nè anh tí. Đây là lần đầu tiên em trải nghiệm cái con Yamaha R1. Cảm thấy nó cực kỳ phê, nó phải gọi là nó phê hơn cái con CBR1000 thì kỳ nhiều luôn anh tí. Đây là con xe của anh Phú Hướng Mưa nè. Anh đưa cho em sẵn coi, anh nói là có bán ai được thì cứ bán đi, anh đang muốn bán chiếc xe này anh tí. Nên ai mua rồi cứ liên hệ anh Phú thì không mấy thì đem tiền tới nhà em nhiêu em cũng bán á. Tại anh kêu em bán mà chứ anh đâu nói là bán giùm đâu anh tí. Nó đưa xe kêu bán kiểu hình như xe này anh đang kêu bán là 500 mấy á. Tính ra R1, cái phiên bản này anh tới biết là phiên bản gì không? Nó là phiên bản giới hạn 60 năm gì đó anh tí. 60 năm cuộc đời. Đây là chìa khóa của R1 à. Bây giờ theo chân tôi nổ máy này em nghe. Cái con này mà đi buổi tối không dám lấy ra đi luôn. Nó ồn lắm. Cái máy này à, không nghe mấy dân mô tô người ta nói cái gì cốt len vậy anh tí, mà không hiểu cốt len là gì á. Giờ nghe mấy ông nói gì cái này là ba bích tông dọc một bích tông ngang vậy anh tí, ba thằng chọt một thằng đẩy hay vậy á, giờ đậu lại thì ba cái kia hoạt động, một cái kia nghỉ ngơi gì tùm lum tà la không hiểu gì. Nổ nha. Rồi hết hồn chưa bà già?
lắm, nó lớn kinh khủng lắm. Để cho nó, một khi mình đã nổ máy mô tô theo như mà cái kinh nghiệm mà mượn xe của em á, là phải để cho nó nổ một chút xíu đặng nó bơm nhớt đồ này kia, cho nhiệt nó lên nữa rồi tắt máy nghỉ đi chứ đừng chạy. Không á, cái bô anh em đang nghe là bô SC á. Nẹt mấy cái nha. Dính chiếc xe rồi. Sáng công an xã mới xin số điện thoại sáng rồi. Này nữa là gọi thiệt luôn á. Lùng bùng lỗ tai, nói chung cái con này ồn kinh khủng. Sao mà lúc mà tèo chạy ngang nhà anh thấy nó bình thường quá mà sao đậu thấy nó ghê quá vậy ta? Nhà em chắc to như thiết không á anh thấy. Không mấy giờ anh tí vô phòng em thử rồi là phòng nó vớt rồi đó. Vớt hoài chổng là như còn được 3 tấm à. Rồi bên đây là cái con da Z của mình. Da Z này cũng không phải nói gì nhiều rồi. Nó là một da dép mình làm dán UB. Con này là con cúp 50. Cái da dép chạy sân này nè. Bây giờ em đố với anh Sang mọi người là nhìn vô là nó khác cái gì. Đây là một cái con da dép như kia nhưng mà nó mang một cái lực máy khác. Và đây là một cái cục máy sơ cua á, để em gắn vô thay vì mà cái máy kia nếu mà lúc mà em đi chơi sân cũng bị lúp bê hay là có bị này kia nọ thì em sẽ gắn cái cục này vô. Cái cục này là cái cục máy, cái lồng mà lồng đóng chứ không phải là lồng lồng kiến như là cái da dép thời kỳ. Lồng lồng đóng là theo cái kiểu như cái lồng da xịt bít hay lồng da TZM gì đó mình sấy lên á anh tí. Nó không có cái lớp kiến ở trong á, nhưng mà mình cái lồng nó có cái semi dài dày á anh tí. Nên mình có thể xoáy cái lồng nó lên được trái bự hơn. Kiểu vậy, nói chung là lồng gì anh xoáy lên cái này cũng là 62 máy nước. Nhưng mà nó cái lực này nó thua cái máy kia nhiều lắm. Tại vì nguyên cục máy này thì nó chỉ xem bằng được là cái bộ lửa hoặc là cái lồng của cái máy kia thôi. Là như vậy. Mà để lâu quá không biết nó có ngọt rồi không. Vậy là không nổ rồi đó mọi người. Không nổ đâu. Đó là cái con này là mới là vậy. Còn cái ẹt này á, thì cái điểm mà nổi bật nhất á, để trên 155 này anh em hiếm khi nào mà thấy được lắm. Tại vì 155 đa số ra ngoài đường, một là xe zin hay là bô xăng lửa thôi, cùng lắm là 63 zin. Còn ở đây thì cái nổi bật nó nằm ở đây, cái tấm thớt. Thì đây là một cái tấm thớt lồng. Xe này là xe cộng, mà nó là 65. Sao lòng cộng nhiều quên mất tiêu rồi. Anh em có thể thấy, có thể đón được cái lực máy qua cái bộ nhông sinh dĩa nè. Nó dĩa này nhiêu cũng không biết. Và xe này cũng xém full option. Mà mất chìa khóa rồi. Xe lúc trước có trợ lực sườn á, nhưng mà em không thích gắn mấy cái đó, nó bẻ lái rồi nó không mấy. Xe này em để em đi tour mà. Thay vì cái nết của em đi tour thì em khoái cái tay lái nó linh động hơn, nó không có kìm cặp, nó không có gượng lại á, nên em tháo cái ấy em giục rồi. Và xe này em để lạc chìa khóa đâu em cũng không biết luôn. Xe này em cũng rút chìa khóa lâu quá em chạy. Em chạy thường thường là em chạy chiếc cúp rồi à. Bên đây là cái con da dép để đi phố của mình. Con này thì nó là 59. Đây là con Vespa mình mua hồi đầu năm. Và mới đây nhất thì có thể là con BM này. Con BM 330M Sport. Con này là bản 2021. Ủa mình đâu phải bán xe đâu mà mình. À, con này là như vậy. Thì con này sẽ phải gọi là sắp sửa là em sẽ làm cho nó là full option á. Thì anh em không đợi cái clip mà để mình độ xong con này mình sẽ quay cho anh em coi. Đặc biệt hơn Civic rất là nhiều. Đây, cái con xe mà anh em thắc mắc là tôi đã bán hay chưa nè. Và kiểu như mọi người nghĩ là chắc em đã bán con Civic rồi thì để kia, nhưng mà thật ra để tâm sự với anh em một chút xíu. Nếu mà để bán cái con Civic này thì không nỡ. Thiệt, nói chung là con xe này là cái con xe hơi đầu tiên của mình mua được.
Tại vì lúc đó ba mình chỉ còn có 700-800 triệu thôi, nên mình thương ba mình nên mình chỉ lấy 720 để mình mua cái con xe buýt này, mình chừa lại 80 cho cha mình xài tuổi già sức yếu mà đâu có làm ra tiền, chừa lại 80 để cho cha mình mua. Cái mình mua xe về, cái mình lấy thêm 50 nữa mình đi vô mâm nên ba mình còn 30 triệu. Nên con xe này rất là ý nghĩa với em nên em không nỡ không bán nó. Nó giận với em chơi một chút xíu vậy thôi, chứ cái con xe này thì theo như mình cảm thấy á, là nó hợp với mình. Nó đem đến sự may mắn cho mình nè, là cái thứ nhất. Nó đem tới niềm vui cho mình là cái thứ hai. Và nó đem cho mình tới một cái nữa là hành tỏi phi đồ á, là cái thứ ba. Nên mình cảm thấy quý nó lắm, mình không bán nó, trừ khi là nó được giá thôi. Mà nó thẳng ra chơi xe là buộc phải chịu là lỗ rồi, cho dù anh em độ nó cỡ nhiều bao nhiêu đi chăng nữa thì anh em bán thì vẫn bán được cái giá xe zin là xe cũ thôi, bán theo cái giá xe lướt thôi, chứ anh không bao giờ anh em bán tính được cái đồ độ vô. Để mà ngồi tính mà cái xe này á, nhiều anh em thắc mắc là mình đã độ bao nhiêu tiền trên con xe này á, thì nếu mà mình sơ sơ mình tính á, chắc có phải là trên 300 là một cái con số mà nhắm mắt đón á, trên 300 con xe này. Cái lần đầu tiên em độ con xe này thì nhìn chiếc xe nó như là một đòn cải lương, nó thua cái đòn cải lương, nhiều khi nó sến hơn nhà, nhìn không ra cái gì hết. Nhiều bạn đã biết tới rất là nhiều rồi, bây giờ em có lấy con xe này mà em có hẹn hò với bạn nữ nào mà em đi ăn Michelin thì mọi người cũng nhận ra, nên chả bao giờ em dám lấy xe này em đi chơi riêng với bạn gái hết trơn đó. Trời, tôi kêu vậy, xe này nhiều anh em đã nắm được cái hình chiếc xe nó thế nào, thậm chí nhiều anh em chơi GTA còn mod lên được cái xe của em ở trong game hết đi. Đây, đằng trước thì anh em có thể thấy cái body là cái body zin. Cái body trước là body zin thôi chứ không phải là body Thea đâu. Nhưng chỉ gắn thêm lip nè, với gắn cái màn cá ở bên đây nè anh tí, nên nhìn nó hơi sắc sắc một chút xíu. Nè, body, bô, rìm mám, chip chân ga kia rất là nhiều trên xe này. Còn cái đợt mà em dọn đầu tiên em gắn cửa hít, em gắn đèn 70-80 màu, em gắn kia em thay ba cái bình nên em gỡ cửa hít với cái đèn em giục đi, bất ngờ mất tiêu rồi con xe này em. Và cái con xe này nè, em nhìn con xe này em tính là làm lại cái con BM đó theo cái kiểu style như này. Nhưng mà anh em biết là một cái món đồ trên BM á thì nó bằng cái con xe này dọn nguyên con nè. Cảm ơn anh em đã xem hết clip của mình, hết clip này của mình. Nếu thấy hay để lại một like, một share kèm theo một đôi đăng ký. Còn bây giờ anh em muốn Tú làm cái gì trên những cái con xe này, Tú sẽ quay cho anh em coi. Tú làm được thì Tú sẽ làm cho anh em coi, còn mà anh em thấy Tú làm được là cái đó Tú làm biến á. Cảm ơn mọi người, chào mọi người và hẹn gặp lại clip khác. Bye bye.